Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Geophysical Research Letter cho thấy một lời giải thích khả dĩ cho các vụ phun trào mạch nước phun được quan sát từ các khe nứt sọc hổ trên mặt trăng Enceladus của sao Thổ. Vào năm 2006, tàu vũ trụ Cassini-Huygens đã ghi lại bằng chứng về các bức màn của mạch nước phun bắn ra 200 kg nước mỗi giây từ các khe nứt gần cực nam của Enceladus. Nghiên cứu mới này cho thấy rằng Enceladus trải qua các chu kỳ làm lạnh kéo dài hàng thiên niên kỷ, và trong những chu kỳ này, lớp vỏ băng giá bên ngoài của Enceladus mở rộng và sự giãn nở này có thể khiến lớp vỏ băng giá bị nứt và cho phép đại dương bên dưới sôi lên bề mặt gây ra các mạch nước phun được quan sát. Enceladus, một mặt trăng băng giá của sao Thổ, quay quanh quỹ đạo ở khoảng cách khoảng 238.000 km, 148.000 dặm, có đường kính 504 km, 313 dặm, hoặc rộng gần bằng bang Arizona và được bao phủ trong một lớp băng 20 dày 30 km 12,4 đến 18,6 dặm. Nhiệt độ bề mặt của mặt trăng nhỏ bé này là khoảng -201 độ C, -330 độ F. Dữ liệu từ sứ mệnh Cassini-Huygens đã cung cấp bằng chứng cho thấy một đại dương lỏng sâu tồn tại dưới bề mặt của lớp vỏ băng giá của mặt trăng, có thể thoát ra ngoài không gian thông qua quá trình cryovolcanism liên tục. Nhưng làm thế nào mà một thế giới băng giá nhỏ bé như vậy lại có thể duy trì nhiều hoạt động địa chất như vậy đã khiến các nhà khoa học khó hiểu. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã chạy các mô hình để lập bản đồ các điều kiện trên Enceladus có thể cho phép các vết nứt từ bề mặt tiếp cận với đại dương bên dưới và gây ra các vụ phun trào quan sát được. Mô hình tính đến các chu kỳ ấm lên và nguội đi kéo dài khoảng 100 triệu năm, liên quan đến những thay đổi trong quỹ đạo của Enceladus xung quanh sao Thổ. Trong chu kỳ này, lớp vỏ băng giá trải qua một giai đoạn mỏng đi và một giai đoạn dày lên. Sự dày lên của băng xảy ra thông qua quá trình đóng băng ở đáy của lớp vỏ băng. Chúng phát triển xuống dưới giống như cách mà băng hình thành trên hồ. Lớp băng mở rộng hướng xuống này tạo ra một áp lực lên đại dương bên dưới. Đây là một trong những cơ chế khả thi để giải thích sự hiện diện của các mạch nước phun. Khi lớp vỏ băng giá bên ngoài nguội đi và dày lên, áp lực lên đại dương bên trong sẽ tăng lên vì băng có thể tích nhiều hơn nước. Sự gia tăng áp suất này cũng tạo ra một lực ngược lên băng, gây ra căng thẳng và có thể tạo ra các vết nứt xuyên qua lớp vỏ băng giá. Chúng sẽ trở thành đường dẫn cho đại dương lỏng tiếp cận bề mặt. Mặc dù áp lực có thể tạo ra các phần hổ được quan sát thấy trên bề mặt Enceladus, nhưng áp lực tạo ra sẽ không bao giờ đủ lớn để ép nước lên trên bề mặt. Một cơ chế được trình bày trong Icarus vào năm 2016 có thể giải thích cách các vụ phun trào xảy ra. Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đề xuất rằng nước từ đại dương rò rỉ vào các vết nứt hình thành và sau đó ngay lập tức tiếp xúc với không gian vì Enceladus thiếu bầu khí quyển. Vì vậy, khi nước đại dương chạm vào những vết nứt này, nước sôi ngay lập tức vì nó đang va vào chân không của không gian. Giả thuyết này phù hợp với sự xuất hiện vật lý của mặt trăng, không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào về các dòng dung nham lạnh rò rỉ từ các vết nứt. Các quan sát và nghiên cứu sâu hơn được đảm bảo để xác nhận giả thuyết. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!